À, thôi ở bên chị Lưu bên mày mình thôi con, mày anh phải xe nữa. Rồi khi nào anh thoát ra anh giục hết mẹ đồ của anh vào một cái hòm đi. Giống như bên bay hè bên cái trò gì đó. Bên cái trò gì thế quên mẹ rồi. Trò gì mà mình chơi đầu tiên cái trò rừng xanh gì rừng heo luôn. Nè ở nhà có nhiều đồ lắm. That's a quick little fella. Kind of cute too. Vậy thì là bị lại rồi. Là bị lặp 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 lại rồi. Làm xong cái vũ khí này ăn mặn bà đạo luôn. Khỏi cần phải làm gì đâu. Khỏi cần phải làm sự bia đâu. Làm cái đùi này hơi mặn. Làm cái đùi này một gõ, một gõ kiếm chết. Con kiếm mà mình nhìn thấy à, một gõ, một gõ là ra đi. Đấy rồi. Trời ơi, bao nhiêu tài nguyên. Khách đó. Kiếm là thế thôi, tài nguyên vô tình. Ừ, hay lắm, cái máy làm sát. Anh có đồ xịn luôn á mẹ. Anh mình mới vô game có đồ xịn đấy không? Đồ hôm qua anh nhặt để mà chế tạo ấy. Đấy rồi. Làm cùng tên bạn thôi. Nó thiểu bộ cái móng gòn à. Cái móng ngay cả con ruồi. Con ruồi mới có. Rồi, xong. Ủa? Chữa lại cầu thang nè. Trời ơi. Nhà thì của chị ơi. Từ này không, từ này. Xây hồi nào đây? Lúc bà anh ra xây lại xíu. Cái lần thứ hai nè, cái đuôi này hơi bị ghê, đuôi gai Được gai, anh đã nhặt được gai đâu, ngày hôm qua anh còn chưa nhặt được gai đâu. anh thấy anh nhìn từ xa thấy bông mùi cây cây hoa hồng không ấy, tới thân của nó À, toàn là gai. là với gai hoa hồng đúng không? Hèn gì hôm qua kiếm gai có không? Cái cây mà răng cứ cưa chứ không phải là cây hoa hồng đâu. Đây nè, cái hoa màu tím đây nè. Anh nhấn ít để nó không to. Cái cây này nè. Đấy. À. Cái đó. Cái cây hoa màu hồng, màu tím đó, màu tím. Ừ. Tới đó bức mấy cái gai quan trọng lắm, cái gai này nó làm bậy rồi làm cung tên cái mũi tên á. Ấy con rui 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 Từ đây anh đi nhặt đá nữa. ui Một ít đá, có trong người có đá không đây? có Đâu, ít cục coi. dòng người đã có 50 đá đá quá trời luôn.
cái búa đập vỏ sồi làm giáp đấy. Okay. Whatever's rumbling down there, I'm gonna stomp on it. Trong game này khá là cần fiber. Có cái răng gì khổng lồ đấy trời. Cái răng đó là nó sẽ giúp mình tăng một skill trên cơ thể. Nó giống như là một điểm để lên cấp đó. Nhưng mà phải có búa cấp 2 mới đập được. Giờ sao chế được búa cấp 2? Thì phải đi theo nhiệm vụ ha, chập hồi nó thôi mình mới được học được. Bây giờ phải lên kinh nghiệm để học công thức. Mấy cái bông bông granite phút này hôm qua nhặt quá trời luôn. Cái bông nào? Không chế cái cung á. Còn nữa con đuôi mà. Ừ, nhưng mà hôm qua nhặt quá trời luôn. Con ruồi nó phải sao chứ được chơi. Nó trên cao bây giờ mình phải có mực. Dù nó kiếm thích ăn như thế nào. Chị đoái. Cái này đỡ gì ghê nha. Đỡ không mất máu luôn. Đỡ tôi không mất máu. Rồi, kỳ lắng á. Con bắt cho em nghe theo kỳ lắng. Chết cái, hay không hay rồi. Cái gai gì? Chặt nó hả? Không không. Anh nhảy lên kia tương kề tặng à, xong rồi lùm mấy cái gai trên trên cây đó. Cô chết chết không vậy? Không. Làm kiểu gì? Anh nhảy lên trên cây lại tàn lạ của nó. À, lượm gai trên thân. Ui, chết mẹ. Đập nhanh. Có bắt. Không bắt đi. Anh nó còn non mà xanh lắm. Ờ, chạy đó. Bị đọc rồi. Vậy là mình chưa có giáp. Chưa thì đừng nói được. Ê ạ. Chúng đọc rồi kìa. Trả thù. Nghe đó rồi. Cái gì được có cây rồi vậy? Trả thù. Mình nghe đó rồi. Sự đập của nghề này. Ở nhà. Gì đây? Nó chưa nghe. Bảo anh cái gì đó. Dạ. À, cơ chế khó thế nha. Đợi được 2 phát à. Đợi được 2 phát. Chuẩn không mẫu. Nhưng mà phải thứ 3 nó có không chạy nữa. Chạm cây luôn. Phải đỡ chuẩn. Chơi nó được. Đập đây. Đấy. Bảy. Nên chết rồi, nó trả rồi. Mấy cái này đập lâu vậy? Bắt tôi đánh thua cái giáo. Dạ. Nhưng mà anh được gồng lâu á thì được mạnh. Bây giờ. Gồng lâu mạnh. Cố lên. Chết rồi. Chết rồi. À, mình phải chơi thủ đoạn thôi. Ủa cái ba lô gì đấy vậy? Ba lô ghé. Em chết à? Ừ, chết rồi. Bị nó cắn dính đập bê chơi luôn. Người em có giáp đeo đâu, nó cắn
ai ba nhát chết mẹ rồi, có giáp thì mới đỡ rồi. Cái đuôi này nó có độc nha, đánh một cái thôi là chày nó cũng liền dính độc. Nó có gà độc mà. Mày lấy mấy cái bông này ở đâu nhỉ? Không có mình lấy nhiều lắm người ta. Dập kiến bây giờ còn không chế được. Không đụng được kiến trời. Dập kiến là level 2 á. Mình lên level cái gì? Hả? Mình lên level cái gì? Không. Đồ nó phải theo level chứ người mình nó không có level. Ý là lên level cái gì á? Level đó. Level thì mình đang mấy cái cục tím tím ấy. Level trong đây để mở quả công thức thôi chứ không có phải cơ thể người này. Đồ thì nó phân chia theo level, giống như cái áo giáp của mình là cái áo giáp bằng cái lá này thì nó là level 1 nguyên set của nó luôn. Còn giáp kiến thì nó là level 2. Còn cái giáp bằng cái vỏ của cái cây, cái xôi á thì nó là level 3. Còn có level 4, level 5, level 6, level 7, tới level mười mấy lần. Mỗi level là một cái set của riêng của nó. Mang theo set là được cầm điện gì á. Cái set mà nó gì? Mang theo set của nó. Cái set có đam nữa hả? Cái xẻng sao tôm dữ vậy? Ừ, sao tôm đánh một cái hồi nãy thấy con kia không? Cái đầu nổi sao luôn. Đúng đúng luôn. Tiếp theo là giờ làm gì đây? Tiếp theo thì mình phải làm giáp thôi. Làm giáp level 1. See what's sneaking around here. Đi nổi đi. Đầu tiên phải hand thì phải lấy cái giáp này đã. Giáp cui cui này. Hand cỡ mấy thì phải có mua giáp cui này đã. Anh có mua giáp cui chưa? Mất hết đồ lại em thì cũng phải lấy bùa giảm này để mà đặt bệnh mình nhìn con á, đặt xong nhìn con lấy được cái làm được cái kiếm. Bốn lá tròn ngủ ấy. Bây giờ rồi. 10 giờ đêm đi ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. I'm ready to hit the sack. Set ba set bao nhiêu đập đi. Set ngủ phát tới 6:30 ạ. Về tìm nước, về tìm thức ăn. Nấu lên đã. Cúp cúp cúp. Cúp cúp cúp. Ok. Tìm nước ra, làm miếng nước. Chuẩn bị solo với bỏ cánh cứng. Làm sao anh thấy con đó? Bỏ cánh cứng màu đỏ đỏ không? Con bự bự bỏ cánh đỏ đó. Biết biết biết. Mình chờ đợi mình lấy hai cái đuôi mình gõ nó. Có mình gõ một nhịp thì mình đỡ một nhịp nó đỡ đây nè, đấy đỡ một nhịp xong rồi mình lại gõ tiếp một nhịp, đỡ một nhịp. Đây nhìn con kiến này, nhìn 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 con kiến em chơi phát triển ạ. Mẹ ơi phải gồng 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 dữ nó một cái luôn. Úp rồi chạy từ chết. Tự nó chết. Nó bị dính độc chết. Phẹt. Thấy chưa? Tự chết. Độc nó mạnh lắm. Độc ở cây này hơi bị mạnh.
đánh một cái thôi cho nó tự chết được, không được nhiều. Cái nấm này sao ăn ta? Cái nấm này phải có buôn cái level 2. Bây giờ đi thám kiến đi. À, cái giáp kiến mạnh lắm. Cái giáp kiến nó có set bao tăng xe chen. Kiến này. Đây, cái action. Đứng lại. Đâu kiến đâu? Anh chưa có giáp kiến nó nhảy anh hai dậy rồi chết chưa? Chết thằng nào không? Giờ đi tìm ruồi bên kia nè. Quan trọng hết. Ủi, mò mò tới đây là gặp mấy con nhện khổng lồ nha. Mày ăn nhện khổng lồ một cắn là đi đấy. Giáp gì cũng giáp, mỗi cắn là đi. Còn cục nước em. Em đây nữa rồi. Nè, hớp miệng sữa nè. Một cánh cá nữa ta. Đây đây đây, con này mới chiến nè, đánh con này có đồ ngon nè. Mình có giáp đâu. Bò chuỗi, bò chuỗi. Anh biết cái con mà mình lấy cái tóc xong rồi mình ngoại 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 để câu rồi đấy không? Biết. Đấy. Đánh nó có cái răng của nó làm cái dao. Và nó kiến sư tử mà. Kiến sư tử, kiến sư tử. À, đây. Bộ cảm vậy đấy. Nó chết luôn rồi em ơi. Ừ, bộ cảm vậy đấy. Không, anh chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết. Em đi, em đi, em đi. Get up, Allie. Put me in, coach. Con này bị cạn đầu vậy hả? Có bằng gà không? Là miệng bằng gà đấy. Inventory bằng gà. Đây, gà nè. Bằng gà kìa. Là miệng bằng gà đấy. Một cái bằng gạt thôi nha, sai cái cho nó tự hôi máu. Một cái là đầy máu luôn á, không cần phải sai bằng hai cái liên tục đâu. Mất á. Sai một cái rồi cho nó tự tự hôi máu lên. Đi chiến thôi. Một. Anh chưa có giáp à? Ừ, anh đẹp chỉ tí, chỉ đâu. Được. Đây, 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 bột cam nè em ơi. Đâu, 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 đâu. Đâu, anh hưởng nào vậy? À, đây nè, bột cam hả? Ừ. Thử nha, để em đỡ, em làm tán cho. Còn anh ở sau múc múc đi. Chứ anh... Để em đi chịu em làm... Đấy nha. Bây giờ gông, hai đứa cùng gông rồi để... Nam cho nó một phát cực mạnh cái đã. Công này. À, một, ba. Úp. Đấy. Nè, cho nó cái. Hút đi, hút đi. Hút cái đi. Hút đi, hút đi. Hút. Hút đi. Hút đi. Rồi, hút rồi, một đập. Mày. Lấy đi bất. Hút. Một hút. Mày nè. Dạ. Lúc hút thì anh đỡ một cái. Anh bị kẹt. Anh gồng. Rồi, bị tốt rồi. Đánh đi. Hút. Cứu, 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 cứu. Em bị nó một cái cuối.
Má còn dạ rơi mà nó hút bệnh thổn nè. Đậu bè. Má có cái đùi này đập mạnh nhớ. Đi. Đâu cái đùi này sợ đéo đập không được. Mấy cái cây, cây giống như là cái cuống đu đủ gắn mấy cái gai vô vậy. Ừ. Cuống đu đủ cả mấy cái gai mà đập lực phết. Để gọi cái này sợ để một mẫu đâu. Rập là mò, giờ còn hướng dẫn nữa chứ. Sao tắt hướng dẫn này nhỉ? Ui. Bây giờ hướng dẫn của anh là nó kêu gì? Rập là mò với là rập bằng đít. Anh có nhiệm vụ đi tìm có chip không? Trên bản đồ kìa, nó đang bạo động là một cái chip kìa. Giờ chắc là phải làm cái giáp bằng kia rồi chứ. Giáp này vẫn yếu lắm. Giáp bằng cái xíu á. Đói rồi em ơi. Một chết tươi. Ăn thôi. Hey Mr. Ant. À đây này 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 em kiện này rồi. Chết. Đánh cái ngất xỉu luôn à. Cái này đánh kia phê kiến à. Là bây giờ nó bắt là mình phải có cái lông nữa hả? Ê, em kia này rồi. Trời là bốn đấy à. Chip ở đâu rồi? Come on, reindeer. Anh mở bản đồ lên thầy thì nó chớp 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 không? Chớp ở đâu? Đây. Anh đâu có chớp không? À, để em cảnh dậu nha. Rồi. Ở đây. Đây, sao? Gần kia chớp kìa. Sáp. Vừa còn cái áo đồ. Từ này chưa qua đây đâu được đâu. Giáp dụng. Đây rồi, bố mày kiếm được. Phải đánh mấy cái con này em ơi. Đánh mấy con ve chó này. Ui. Có thêm bò này. Đâu? Đây đây. Con này hả? Ý kiến khổng lồ anh ơi. Ơ nhìn khổng lồ. Đại. Con nhìn là đẹp chứ đâu. Đấy, có gì là phải có giáp, có xin giáp chống độc. Con này làm gì đây? Lực đạn hơi chậm nhưng mà rớt đầu. Rồi nè. Rồi. Đây. Chỉ cần đạn nó một cái là nó chết. Chỗ anh rồi nó quét rồi nè. Làm cung. Cái gì cái làm cục đấy rồi nhiều lắm em ơi. Vãi một đồng rưu luôn. Vãi. Anh có thịt thổi không? Cho nó để nó bú. Để nó bú anh kia. Đập. Đập nó một cái ra nó chạy ra. Dịn ra. Nó tấn công anh ấy. Một phát này. Một em này. Một phát. Một em rồi.
bên dưới quay lượm đi. Hai em đâu vậy? Một em đây nè, bên dưới nha. Ý da. Ấy da, đâu 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 đâu. Cũng đọc rồi. Thôi em bị đọc rồi. Giao anh cũng được. Từ bên bọc giải rồi. Cứu 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 cứu. Em em em. Cái đấy nó mạnh vãi. Đạn nhịn luôn hơi bị đọc chết luôn. Anh rồi nó ủi anh rớt xuống anh đánh trúng. Phải rồi. Cái ruồi đâu rớt đâu rồi nhờ? Chưa nhặt xác nữa. Đây. Hai xác luôn. Ba xác luôn. Một xác nữa nè. Bảy bọn làm được hai cái cùng ấy. Một xác nữa nè. Đứng dưới nhà đi anh đập nhau. Anh đứng trên này nó mua lại anh đập được. Một xác nữa nè. Rồi rồi. Không còn nào lại nữa vậy. Thế rồi. Tuyệt chủng mà. Đây đấy chứ. Để ra ngoài nước sao tao đánh được. Đi về nha chị cũng đi tỉa nào sao. Ừ anh nhặt thêm ít gai nữa. Cần nhiều gai không ta? Cần 5 gai là được 10 tết. Gai được 10 tên hả? Chị cũng nghe đây được luôn á. Phải có công giả, mấy công giả thôi. Mấy công giả. Anh chưa đủ, anh muốn thiếu 4 cái ấy nữa. 4 rùi nữa. Em đủ rồi. Dư luôn. Dư mấy? Dư quá trời. Ủa có cái con gì bay trên trời vậy em? Đâu? Nhìn lên dây điện á, nhìn lên dây điện. Dây điện á hả? Ừ. Ừ. Để em nhận ít coi. Nó là một con gì kìa đó. Ừ. Để em. Mình đang kiếm rồi. Peppy. Con rùi nữa rồi. Em còn chưa bấm rùi vậy? Quá trời rồi, dữ rồi. 10 cái, 10 bóng, 11 bóng thôi. Bật tắt rồi. Cho con, mấy con làm ấy đi. Để em làm cái công tế nè. Rồi, xong cái công tế nè. Đánh con rùi chết đâu, mất xác rồi. Kìa đi, nhiều quá rồi. Để đá, xác nó nằm ngay cây luôn nè. Nằm trong cái gốc cây cây đó. Đâu? Đây nè. Đây đây nè. Đâu? Ủa, anh thấy à? Không. Vậy. Đây, đem ra. Đấy. Đâu, vứt cái mấy cái lồng cung coi. Đây. Chờ nó. Chết quá. Đi về nhà luôn em ơi. Nướng đồ ăn em ơi. 1, 2, 3, 4, 4 miếng đồ ăn. Ủa, đâu rồi? Đâu? Ủa, thuốc ra đâu rồi ta? Bất kỳ em mẹ rồi. Đi về nhà đi, về nhà đi. Không thấy đâu hết. Nhà đâu nhỉ? Thôi để em lại cùng em ra tìm con ruồi con lại anh. Nhà chỗ nào quên mẹ rồi. Ngay cái chài nước á. Cái lọ nước á, lọ của cá. À, hướng về cái cây cổ thụ. Nhà bên thì cứ hướng về cái cây cổ thụ đó.
kiếm rồi về cho anh đi. Mẹ cái thế nhờ bóng quá trời, bực rồi làm cái gì mất tiêu. Em ơi, cứu anh em ơi. Nghe nè. Không. Gì? Ui, có là bạn acid một phát là ra đi đấy, chạy đi. Con dạ hay gì cũng chết. Chạy hướng nào đây? Gì? Bảo em bạn chạy đây. Mới rồi nữa. Mới chắc. Kìa. Ở gì nữa kìa? Đâu? Đấy. Đang nhặt được nhỉ? Nè. Đâu? Không nào, cái nước nè. À, thế à, thế à. Hai con luôn kìa. Ở cuối con kia nữa, con này nữa. Chỗ này quá luôn. Đã biết, lần phát cái đá hết oxy. Ở nhà kìa. Đầy ba lô mẹ rồi, thiệt quá trời luôn. Anh cũng đầy ba lô này. Rồi, thế đi về nướng đồ rồi đó. Anh có mở vô lòng rồi. Anh được hai lòng à? Hai lòng em, hai lòng nữa đủ rồi, đi. Từ... có con phun độc ở trước mặt đấy. Ừ, đi đường này đọc. Đi bên đây thì nhìn. Hả? Anh má nó. Đéo tăng nổi stamina luôn. Lâu lâu ăn cái nấm thôi cho nó tăng. Bây giờ mình cần làm là đái bình đường nước nè. Đây bình đường nước quan trọng nè. Thôi đồ bao này chết á. Chết á. Giờ đi chết đi, chết bỏ. Ok. Nó đang bị chết độc kìa. Không đi. Đấy. Không đi. Đấy. Hút đi. Đúng rồi. Nè, em bị hút cho ăn rồi. Má, nó hồi máu. Hút nào bị chơi máu. Hít. Ây da, chết phải rồi. Anh làm được. Mà nó bị cho ăn rồi. Ý da. Mấy một đó hít đầu luôn á. Một hít nữa là nó chết rồi. Còn nó chết rồi. Nó chết rồi. Nó bị dính đồng nó chết rồi. E đi vô. Thôi bây giờ E thì mày tới nhà xa đi. Nó bị dính đồng luôn á. Cái cây của mình nó có nồi tài độc cố ha. Nó chết ngay. Sao nó chịu được. Vậy cái giáp của em nó cam luôn rồi. Nấu. Looks like everything's still here. Về nấu ăn. Anh nhìn lên chơi đi anh. Hey. Nhìn nè, nhìn nè. Nhìn đẹp nè. Nhìn đẹp nè. Đâu? Đây, nhìn nè nha. Nhìn em nhảy nè. Ờ. Thấy không? Hôm qua anh lầm được cái hoa đó đấy. Không ngờ giờ chết luôn. Bây giờ mất hết rồi, trời ơi. Bây giờ mẹ, giáp cùi à?
làm giá đe giáp cùi hả? Giáp cùi nghĩa thôi, đợi được ba phát của con bò đánh cứng đấy, không đua đâu. Bỏ bỏ đồ con long long ruồi vào vào trong hòm đi, trong hòm á. Tính năng của game này rất là hay, là cứ đồ nào ở trong hòm là mình crack mọi nơi là đều được. Bây giờ nó càng thức ăn nhiều quá rồi, phải làm cái hòm đường thức ăn thôi. Làm hòm xịn đi, hòm xịn. Em bỏ luôn trong hòm mình chế được hả? Ừ, bỏ trong hòm là chế được. Chế bình thường. Thiếu bộ sáp, ai có sáp không? Được một sáp bằng này anh có lượm được không? Thịt rùi quá trời luôn. Thịt rùi mười mấy miếng. Ăn đồ ăn luôn. À, làm nhé nè, bấm vô rebe, anh bấm vô rebe cái đuôi của anh này đi. Chỉ là nhà mẹ em. Làm nhớ là mới giáp nha, cho nó an toàn. Bè ở đâu vậy? Những đo chuột, những chuột bên kia nó ra xong rồi có chịu rì bé á, thấy không? Tốn ít lắm, ít nguyên liệu để rì bé. Nhấn ở đâu rì bé? Thì anh nhấn vào cái vũ khí của anh sắp hư á, xong rồi anh nhấn bên chuột bên phải, xong rồi kéo xuống có chữ rì bé. Thấy không? Hòm làm ở đâu vậy? Game này xây nhà trên cao vì lợi thế, về sau nó đét nhà nó đéo đét được, nó phá nhà mình, từ bò nó kéo cuồng tới, từ ống từ ruồi nó kéo cuồng tới. Quân vải chữa nè. Đấy rồi, coi nên chọc chi ông vàng nó nấu nha. Thịt thì đến nhau cái, mẹ em ơi cháy mẹ. Không, ghẹ này nó đéo cháy, yên tâm. Vừa nướng thì ghẹ ra thôi. Cho hồi mẹ thiếu 4, 3 sáp nữa. Thì nhiều sáp nhớ ở đủ nhiều, cây xôi nhiều sáp lắm sao á. Qua đi nha. Nhưng mà giờ ngủ phát đi. Ui, anh đài dưới. Đài nào? Bị anh đài không? Anh mà xịt mà toàn là axit với độc á. Anh đài. Anh bỏ xịt. Đâu? Anh làm trong bộ giáp nữa chưa? Chưa, anh có đủ đồ làm. Giáp quen chưa? Anh đã đi chặt được cái lá kia đâu mà. À, kìa em có nè. Ủa cái đồ đó phải cầm lên người mới chế được à? Đồ nào? Mà sao anh không grab được nhỉ? À nó phải grab cái đôi gì? Vòng bàn. Quyệt. Grab được cùi nè. Giáp cùi nè. Giáp cùi nhưng mà đỡ được 3 hoa, 2, 3 phát con bò đấy. Còn thiếu một cái giáp chân em ơi. Thiếu 3 lá tròn. Đây đây, em có 6 lá tròn nè. Lá bỏ vào hòm đi chứ. Ý
Rồi cho đấy. Giờ ngủ giúp. Gà này cứ bỏ đồ vô một cứ bỏ hết đồ vô thôi khỏi bên sắp. Vì mình làm cái chế tạo gì nó cũng làm được đấy. Nên đéo cần phải sắp. Cứ vứt mẹ vào trong cái kho thôi. Tiền lắm. Rồi, ok. Người nó có đồ nó khác hẳn. Nó đỡ tự tin lên đây. Mô. Ngủ phải đây. Mày đi đánh con bò lấy đồ về cái tên này chứ. Đây, em có cái đó nhiều lắm. Quá chơi luôn. Nè. Anh cần cái này không? Đấy. Mẹ nó đi ra không được bây giờ. Thì con gái có gái chưa? Ra gì Chế 20 mũi tên là bắn so này luôn. anh còn dư tới 13 gai lận. Ủa anh chém à, đây bỏ vào hòm đi. Nè, cái hòm này xài xong mới đã. Chúng ta phải nên chế thêm một cái hòm để được để đồ nữa mà. Đấy, em đang chế ở bên kia nhưng mà chưa đủ đó. Nè, cái hòm bự này nè. Chế cái kia xong rồi mình Tôi dời cái quản hòm này thôi, qua để bởi đựng đồ tôi ăn qua chết. cái hòm bên bên này đựng đồ ăn. Đây rồi. Sáp đây quá trời. Nước uống nó đi. Cái hòm nhỏ được đồ ăn, còn cái hòm lớn đó, đừng đôi tin. Rồi. Hòm đường đôi linh tinh nè. Em như gặp Green Hell vậy, lấy được mũi tên lại ạ. Có thấy được. À, không thấy được. Ok luôn. Què gì kêu tít 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 vậy? Không biết nữa. Mấy con lùi lùi dưới đất này là con gì ta? À, thích quá trời luôn. Cái có lưỡi lưỡi nữa là cái sẹn, là cái sẹn hút lên. Anh lao được cái sẹn chưa? Chưa, cho biết nó là làm gì đâu Cái nha. sẹn là làm từ cái vỏ của cái sồi đấy. Nhưng mà anh biết Rồi. nó dùng để làm cái gì. Làm được cái sẹn này nè. Xúc nó lên rồi nó có mở khóa công thức. Được lắm. Ui cái đầu con bò cứng cứng nó la cái gì đó thấy nó cái màu xanh nó bảo phải đi quét nè đi quét để con lấy kinh nghiệm chứ mang mấy cái đồ mà chưa phải đi quét hết. Bắt đi còn mẹ nó bò xít Ông bà Sena đừng có chơi đó, mạnh lắm. nhạc nổi lên. Chết mẹ, đói rồi.
nước 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 tên mình đã tập đọc được ta được lấy cầm nguyên cái mũi tên mà chưa làm á qua quét nó ra một bảng công thức luôn bảng công thức của mũi tên luôn không quét đi để qua để chuẩn bị để quét nè đồ nào là có chữ chấm than để đi quét ăn ngủ giữa rồi dạ em đói lắm ok quét đi quét anh đang đi lấy sáp mà đi vào cái hang nhà nó ui ở nhà bên sáp đây sao lấy em kêu lấy sáp này làm gì bị chụp mày đi quê vậy mày và con nhảy khổng lồ rồi đi hồi được nhà máy rồi quét thôi đầu tiên là quét cái đầu của con một cánh cam trước quét cái đầu kia đi nghe cái răng ăn ui chế được cái blade lava kìa blade lava là cái kiếm hả lên level 3 ui cái a xe cái nơi mạnh á có vẻ mạnh anh mới xúc được con lên được à? Vải bùa level 2 lấy mấy con giá này làm cái gì nhỉ? Mấy con giá rồi làm vũ khí đó để làm mấy cái đó cái con giả rồi mình đang cầm trên tay rồi mình xiên xiên mấy cái nếu mình có cần lấy nhiều không á nhiều chứ về sau cũng đóng về tắt trong rửa thôi càng nhiều càng ít quên đi xúc mấy con nhồng nó chế được thuốc gì đó xúc được hai con nè xúc được à ăn con nhồng nó ở đâu ta nó ở đây cái đất ẩm đúng không thì đây toàn là đất ẩm mà em thấy nó bò nãy giờ anh có thấy nó chả thấy con nào ấy anh mời thấy qua trời anh mới chết mẹ nhìn anh cũng nhìn phiếu vải đồ ăn mà không ăn thì nó hư đấy nha đúng vậy nó hư nó biến thành cái thịt thối nó dùng để trồng cây hay làm mấy cái trồng cây nhờ được nhờ là mẹ cái con cây à em ơi cái con mà trùng đó mình cũng làm giáp được cái gì á ghê
Nó có cái miếng giáp hả? Cái vỏ nó. Cái vỏ. Đấy, ở đây không? Nè, cái máy cái tàu sáp kia. Rồi. Rồi nó có chấm thang không? Để em đi qua em quét luôn. Lấy bớt thịt mà ăn đi nè, thịt đầy. À, một chuyện đi về làm rồi quá nhiều. Anh lại đây cho nó hư rồi. Buổi sáng làm hai cục thịt là nó. Uống hai ngụm nước là nó là chứng tỏ là mỗi ngày bên chị cần sáng hai cục thịt thôi là được rồi, mỗi người sáng hai cục thịt. Ok, bây giờ làm cái giáp múa đời cái đi. Cái giáp bằng xíu. Ê, cái mặt nạ này chống độc nè, thấy không? Giá mát, mặt nạ chống độc nè. Nó làm từ vôi nè. Nhưng mà mình thiếu cái này để biết làm sao. Có con dao kìa, dao sừng kiếm kìa. Vãi mát stamina rồi. Medium ammo. Inset level 2 kìa. Cái xe level 2 là sao? Được, có inset a xe kìa, cái búa kìa. Ừ, mới quét được đó. Cái đầu của cái con bò cánh cứng. Ê! Em thấy cái vỏ cái của con này quen quen, thì con này con bột xít nè, không con bột xít phun độc nè. Vãi, sao lại được con bột xít nữa chơi. Anh đéo biết nhưng mà anh mới làm được cái này vui lắm nè. Armor protection engage. Vãi, sao làm được cái này là master stamina với cộng gì mà nó có ghi ở bên là master stamina với medium armor. Em dùng một mạnh. Miếng thịt ấy. Vãi, cái thằng ở trên em mới ghê nè. Em biết cái đó lấy đâu ra không? Đào à. Đào cái con đấy á. Đào cái con nhộng ngô chung hả? Ừ. Đào cái con đó là lấy bộ giáp mắc stamina. Để nè, làm cái này cũng được. Cái mà để bịt mắt á. Thì anh mới làm cái bịt mắt xong đây. Không, cái bịt mắt ở trên á. Cái bịt mắt mà dưới cái đầu kiến đúng không? Trên cái mặt nạ ga đúng không? Không, cái bịt mắt mà ở trên cùng luôn á. Trên cùng bịt mắt 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 2 đó. Kia nó tăng attack kia thấy không? Tăng đá. Phải cái đầu level 2 cái mạnh nè. Phải. Mình đi đánh cái cứng à. Nó tăng đà, nó tăng giảm quả chơi luôn rồi, nó là block. Nó là cái đầu bộ cánh cứng đó. Nhưng mà nó lại trừ giáp của mình. Tăng attack nhưng mà trừ giáp. Rồi anh là đi ok, chơi đi. Đi đầu quái đi. Không phải sợ. Làm luôn. Anh tiếp tục đi đầu quái đi. Đi phòng của ai không? Đi đào con ấu trùng. Ừ. Ấy, cái cánh tín anh làm được chưa? Cánh tín làm thì dùng chung mà. Không, cái cánh tín cái đường nước á. Chưa.
Anh bệnh vô xe đi, cái đường nước nó cần cái gì á, Mục nào, để mục biết nào, mục nào? bận vô cái mục mà cái mục dấu cộng hay vô chữ thập á, rồi cái chữ rin là nước á, cái chữ căng tin á Đi, theo anh. là được không? Được. Ba cái đúng không? Em có đồ nghề chưa? Có sẵn. Đúng rồi, cầm sạc đi theo anh. Gặp ở đâu đào ở đó. Ừ, anh qua chỗ đó là có anh bò xít đấy nha, Mà chết thế à? quả cái cụ rơm rơm nè, bò xít đi. Đó, bộ xích con bên trái kìa. Kế nhà mình nha. Ừ, cái con kia nha bên đấy, bò xít con đéo chắc cuối game mới chơi nó được. Khi nào có mặt nạ phong độc á, ý thử cái nào. Mấy con lùi đất ấy, đào lên. Ừ, con Vĩ mới thấy nó bò bò đây, 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 đây. Yếu vậy, đấy. Mày. Mày. Hai cái thôi được rồi, đào lên nó bị ấy Mỗi rồi mà. con được một cái à. Để ý là em chém nó hai cái là được rồi. Đây nữa nè. Mới nghe bò bò đâu rồi. Thôi ba, mới thấy cái radar đồng hồ báo vị trí có máy quét gần đây mà đâu ơi. Khi nào mà em thấy ba vạch xanh ấy, ở gần. Mà báo ra. Đi, con này con. Dạ. Mà em mày chơi đánh lén hả mày? Nguy hiểm nha, cầm cái đuôi này gần nhau hơn nghĩ. Game này có chơi nhau, hòa Đây nhau, không? ý có gì bùi bí. Bí nhiên khổng lồ. Bỏ đi. Ui dồi ôi. Mục tiêu của mình là đi kiếm bỏ đất. Trên bộ đất. Mà chưa thấy đâu. Cần 6 mảnh. Em có 1 mảnh thôi, còn 5 mảnh nữa. Là anh có hai mà anh chế cái mặt nạ rồi. Là tăng Chết stamina. mẹ rồi. Nó tăng stamina à? Ngon ta. Mà hình như phải phun bồ cái gì á. Đi con nó con bực mát. Chơi nó cho lại. Bực mẫu không? Nè nè nè. Con bực Ê, 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 Cái điên này. Phá đi mẹ rồi. Anh chạy đi, anh bị ép góp luôn kìa. Chết mẹ rồi, hết bị thế rồi, lợi dẫn á, bị tự làm nhiều nhiều chứ. Ây, Ui. cha. Ui. Ghê vậy. Gai 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 lại gai nhiều lên, cảm tử cảm tử liền cảm tử phục Nên người nó mũi tên đầy mà. Ui. Mũi tên đầy đầy đường kìa. Chết em ơi. Ấy. Ấy, nó chỉ mình giết được nó mà. Đi, này, tìm này, được. Không có gì là không thể, không có gì là Không không thể, thể. được không thể. Cái tên đầy đó nè. Đấy, nó là cái vỏ này để mình tạo cái vũ khí bổ đời nè. Đi tìm con này mà săn nó chứ gì nữa. Vã hết nước rồi. Buông nước rồi. 40 mũi tên của mình sao còn được 2 cục.
mười mấy vậy? Thế như bạn ra là nó chỉ cách lừa mũi tên mà nghe nó chỉ dựng mà. Tại sao em lừa của em chơi? Lừa được hai mũi tên à? Hình như anh lừa hết của em rồi. Anh lượm dư ra hai cái của em mà. Sao đó, tụi lại lượm đi. Tên khó khiếm lắm ấy. Đấy đấy, phải chơi nè. Rớt mà, đi rớt mà. Hình như là của ai người đó lầm á. Ai người đó lầm á. Cứ một người dù và một người đập, một người lại cung đa dù, người ở sau cứ đập nền. Cái rìu này nó mạnh nhờ cái sát thương rút rút mẫu á, rút mẫu thảm bại. Ui sao ở đây lại có bị chằn bởi hai cái xôi đấy, chơi nó thôi. Anh bị chàng cái thương gì đấy, yêu cầu gì đấy, bom, yêu cầu bom, cái lắc cơ rốc, bom phá đá, yêu cầu bom mà mình đéo chế rồi, chưa có thuốc. Má cầm cái rìu nó rén lại để dâm, lại đứng bỏ cả, đi luôn đấy. Bộ không anh? Cô cái rén mà. Quân đồ này về cắt cái đá, về phải chế nhiều quân tế mới được. Giờ đi quét, quét mấy cái thứ mới này. Anh đéo rơi à? Nhà mình đâu rồi? Hay là mình về nhà mình thử khổ mẫu với cái anh bó chít kia hả? Con này nó chơi nhanh. Khô bỏ em bữa xịt khổng lồ. That tastes really good. Anh là cũng dễ đánh, anh là bằng gương mà cho anh nó bằng xá. Anh bằng khô hả, anh bằng xịt gương hả. Hình như đây là một anh bồ trên cao đang đi lạc. Chúng ta còn nên đập nó không? Chơi đi. À còn sự anh kiện này chịu đã. Anh kiện. Ủa anh chơi anh đó ra. Gần nhà mình mà. Ê da, một tổng rồi. Bỏ em thôi nha. Ê da. Bỏ em thôi nha. Đâu vậy? Gần nhà mà em, gần nhà mà em. Gần nhà, gần thì e thôi. Bên trong tôi là bên lều mà hồi này em hồi sinh á, rồi nghe tiếng gì gãy á, giống như hồi sinh bị mắc của người gì gãy nè luôn. À không sao, tự bị gãy chứ. Bú nước cái đã. À vẫn chưa đủ làm trang tên à. Ô sáp nhà mình tự chạy ra được hả? Ủa sao nó không lấy được?
Hay gì? Sắp. Sắp thì anh phải lấy ở đâu ngay chứ? Thách ôn nè. Anh nhận với thách luôn, anh lấy sắp luôn á. Làm như bị sạc ra đi. Để em qua quét thứ mới à. Mới đánh được con bò ship. Thứ mới quá trời. Quét đi anh coi anh chế được không vừa. Bẹt cái này đây. Bẹt cái này. Bẹt cái này. Nó ra cái gì vậy? Búa. Lên thứ hai em ơi. Quái. Cái cánh này là ra bộ giáp gì ghê. À, một con rau này hả? Trời ơi, rau fit hả? Ủa cái bình này, cái bình 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 nước nước trái cây này hồi được cả máu hả? Hồi được máu luôn hả? Phải không? Sao có gì hồi máu Có heo với là mắc stamina. không? Ừ, vậy là hồi được máu đấy. Nó làm từ gì ấy? Làm từ một cái con mà màu xanh nhảy 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 á. À, vậy à. Ừ. Hay à. Một Phết cái à. một con đó một cái nấm với là một cái ruột vỏ sồi à vụt ruột vỏ sồi Cái bình cái canh tin là để đựng á, còn mấy cái này là mình đựng giống cái canh tin nè, mình mang theo mình uống nữa. Nhưng mà nó cần cái dụng cụ gì để làm á, đó. sơ mít Có một cái là mắc mắc hồi ấy, máu, nó cần cái này để làm nè. một cái là mắc stamina, còn một cái là mắc là còng còng đam. À, nó cần cái dụng cụ này để làm nè. Đấy, thấy Cái gì? đấy, cái chày thuốc. Có cái này mới làm mấy cái đó được. Bây giờ ra bắn một con nó cực lắm. Con này nó chạy nhanh quá. Cái con nó phải dù nó leo lên cái cọng cỏ bắn. Thôi đi ngủ đi, sáng mai bắn. Đấy, mở ra bộ giáp mới đây nè, bộ giáp level 2, sức mạnh defense, nó là bộ đời thiên hạ vô địch. Và anh bộ giáp của cái con ven này là max stamina luôn. Bộ giáp của cái con ấu trùng á, max stamina luôn, defense cao. Có khi chơi bộ giáp này ngon á. Em coi cái mà cái một con bò một cái nấm với là một cái gì Nè.
cái một con bò, một cây nấm với một cái mà ở trong cái trái xôi á, cái bằng vàng á, cái to hay là cái nhỏ? cái trong cái sợi cái nhánh của cái trái xôi mình đập ra cái ăn được á. Rồi anh có được bình này. Làm được luôn hả? Mỗi lần làm là tốn cái gì? Tốn nhiều lắm, một cái nấm, một một cái xôi với lại đấy. Ôi, nó yêu cầu cái chất nhôm để làm nè. Vậy mình có nằm chất chất nhôm à? Để chất nhôm này làm giáp mẹ đi. Nhìn gì? Nè, giáp này mắc stamina luôn á. Cái bộ phun phun bộ này. Anh thấy cái giáp bộ hùng này mà không? Hùng nào Bộ cánh cứng, một cánh cam nè. à, mượn cam hả? Giáp này level 2. Nó block Ừ, nó là block cho heavy đẹp. mo, armor là giáp nặng. Chuyên đi tặng á. Còn cái stamina thì giáp ít nhưng mà tốc độ chạy nó nhanh. Đúng rồi. Stamina. Tôi phải đi đào kìa. Chắc sáng mai đi đào. Tiếp tục đi, Ui. bây giờ một thằng tăng, một thằng cúng. Mà sao mà làm được? Đồ nhiều lắm. Cái chất không hồng này đến biết làm ở đâu nữa nè. Cái thằng hồng đâu? Berry cái thôi. À, Berylithor á. Ừ. Từ rồi mình sẽ Đây kiếm ra. cháu. Bây giờ nó đang còn chấm than kìa. Làm cái bờ lết nè, thành bờ lết. Giảm đam từ đam resist mà cộng aspect à. Giảm giáp mà cộng đam. Cái dệt này làm sao ta? Nè, mình làm được cái rìu cấp 2 luôn nè. Mà không biết cái dệt này lại làm sao nè. Một con là bò Thấy chít, không? một con bò chít, một con là cái gì đây? Cái rìu cấp 2 mạnh đấy nè. Cái đó là con bò chít mà đúng không? Cái đầu của con bò phòng rồi cái người của con bò xít. Còn cái cuối là cái gì, cái dệt gì á, tầm hay gì á, chỉ nó là chỉ. 10 giờ rồi. Ủa đây. Mình đi làm nhiệm vụ đi. Giờ làm nhiệm vụ à? Nhiệm vụ gì đây? Từ ra ăn của hiểu gì đây? gì chưa Poratin Fiber là cái bịt mắt tàng đà mà tăng sức tấn công attack nhưng mà chưa dám.
Bật chín được ta. Tăng sức tấn công mà trừ giáp. Ê. Mẹ rồi em ơi, bỏ ship với anh rồi. Này à. Anh rớt trên gốc cây xuống kia. Để chơi được con đâu. Mày đéo gì em ơi. Hồi nãy mình làm sao mình leo được cây này nhỉ? Đây rồi. Như này. Bay qua bên đây. Mày đâu? Mày ngủ đi. Bố mày leo lên trên cây xong bố mày chơi mày. Thì về đánh dù bờ xích là em đâu bờ xích đâu 42 tên em đâu rồi ấy bên bên sau lưng á trước mặt dù có thể tới đấy à. Ok rồi ta, nhưng mà đám đám cái cung này nhỏ vai không ăn được. Test thử bắt coi. Ui kẹt kìa. Ơ thế chơi nó mày gì nó bị kẹt cái gì á. Kẹt à? À kẹt thì dễ thôi. Nhận đâu rồi? Đi đi, thẩm nha. Có chạy được, chạy được. Hết cùng rồi. Em tới cho nó một riêu nha. Rồi. Thành ra để cho kẹt phải đi. Để cho em đẹp lên nhà em chế tên đi. Không đủ mà. Em chế chết. Chê 20 cái. Đâu rồi, nó đâu rồi. Đâu rồi. Nó đâu rồi. Đây. Nó chết à? Chết mẹ đâu. Chết à? Ừ. Cái con này làm gì đây? Biết. Nó đang làm tiệc gì đấy. Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Thứ đi chết tên người tụi tao đấy. Mày ra đây. Ê, mày con này là con cù để chết tên đấy mà. Ừ. Chết đây nha. Kiếm giọt nước uống chơi coi. Cái hoa bồ của anh. Bồ của anh để mà đuối quá. Cái này cây gỗ đó. Cái này cây gỗ nè. Lượm gỗ về nhà thì nhà thôi. Ê, mày là thấy mẹ cái chua cái đồ trong cái vài bữa là chỉ cần nha. Không được, bác cổ mình cần phá cái cây gì nhiều nha. Cái cây để mà chế hồi máu đi. Mấy cái còng giấy đi. Cái cây để mà làm mấy cái còng giấy đi. Mấy cây nào cũng cần cái còng giấy đi. Tại sao mình không mở rồng ra bên sau em? Cây đi.
Mình xây tầng 2 đi. Xây mỗi lần 2 cái thôi. Trên này Bên sau này hai cái tường rào này nó đi đâu nhỉ? thiếu gỗ, thiếu một gỗ với bảy này nữa là xong. Gỗ với bảy cái dây thừng Kiếm được cái con truy đất này nhỉ, của cái cây gỗ này anh chặt ở đâu ta? nhìn lên thấy cái hoa bồ công anh chặt được Mất rồi. cái bên trước mặt em luôn á, Ông ơi, để em lượm con sót lại một cái gỗ nữa. anh lấy về ôm về nhà rồi, Về nhà ra, về em ra vào luôn. anh ôm anh bỏ ngay ngay đi cái cầu thang ấy. Thịt thối hết mẹ rồi trời. Thịt sụp ăn là thôi đấy. Cái này về làm gì? Vứt à? Ấy cái thịt nó để trong cây đấy. Nó là phân bón đấy. Cứ để cho một bãi sáp quá trơn nè, thu hoạch thôi. Đào. Tám sáp ngon. Con bò nào chui chui đây nhỉ? Anh thấy con kia sư tử đấy. Được được không? Đừng chơi nó một bên nhau, nó mạnh cũng mạnh đấy. Đây, cái của anh. Chui vô hang mẹ này. Có hang em ơi, Đường hàng có nên vào không? là chi ổ sư tử đi sao? Thì đi vô khám phá xem đứa có đụng nó có phải là ổ sư tử. Anh có đúng không? À, cái đúng đi. My mom always says I light up a room. Này, trong đây là gì? Anh có đèn nha, có đuốc. Đây 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 đây. Con. Ui, nguyên nguyên ổ tay quá chơi con sư tử luôn. Phải nôn một ổ luôn má, phải 17 con á. Ui đi vô này chơi không, chơi nó cả đa mà eo ra mà sống thì đéo được. Bọn này đồng minh với nhau đấy, đúng ý không? ý em biết con kiến này là nuôi con kia để ăn không? Phải giờ đi giao mấy con nhộng đồ ra nhỉ. Trong đó đấy anh được hai Hay nhộng rồi này, thiếu thiếu một con nữa là đủ đủ luôn rồi. ok tìm này. Ok vừa mới nhặt chị đôi nhộng. Mà mình ổ kỹ chắc là bay về sau là phải vô đoạn thả là mình phải làm cái gì mới chế nó được. Dắp mạnh lên. Không, chắc là bom á. Nghi quả ấy, có quả bom. bom 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 Giục cho nó quả. Ê, thấy anh này rồi, thấy anh này rồi. Thấy anh này rồi. Anh một cái cứng. nước kìa,
phải làm việc bên bờ cánh cứng thôi. Nó tầm đầu lắm. Mẹ tông còn mất máu, đỡ mất máu. Chơi đó đi em, chơi đi. Này. Đẹp này mà. Làm gì tao? Làm gì tao? Tao đứng sau cây rồi. Ý da. Làm gì tao? Ê, nó tổng được cái đó, nó tổng được cái cỏ. Vãi. Không sao đâu em, sắp chết rồi. Có khi mình làm được giáp cánh cứng luôn chứ. Mẹ đéo tạm được tên rồi anh. Rồi, tiếp tục. Mẹ hôm nay mình đưa có bắn một tên. Hôm nay mình chơi đuôi thôi. Ê, 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 hai con luôn. Tứ. Mày một lần được hai cái đó mà em xui gì đó, có khi nhiều có khi ít. Anh làm toàn lần được hai cái không, mẹ sáp ở nhà hết mẹ. Đây khu này trúng ổ rồi, trúng ổ nữa rồi, trúng ổ rồi, lỡ rồi thì chơi đi, trúng ổ nữa rồi, thu hoạch thôi. Đây đây đây. Mày lấy cái sáp nào mấy chế bông đít ta. Đấy sáp đây. The rock. One long schnoz built for sniffing. Aww, poor guy's got allergies. Kiến này bố láo thế nhờ. Ugh. I've had worse, I guess. Hết mẹ rồi em. Chết. Đéo thấy con nào nữa. Đây là bao nhiêu rồi? 6 cái rồi. Nhìn cũng lồ. Nhìn cũng lồ. Chế được cái một cái bình nước với chế thêm một cái cái mặt. Ê bò 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 em ơi, bò em ơi. Anh ấy ít máu quá tôi chơi được. Em tăng đi. Ừ. Mày. Ê, nó hút đi. Đây, đây, đây. Dạ, 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 dạ. Hai con luôn em ơi. Ừ, đỡ nó mà chết. Nào. Chạy đi, chạy đi rồi. Chơi đó. Chạy đi, chạy đi. Ê, nó gì, nó bành chí kìa, nó bành chí kìa. Thôi tiêu diệt nó cho nhanh. Ngoài được rồi.
Dạ lên bạn. Bơm nó buộc. Sao hết stamina được vãi vãi trên đường đi gặp bao nhiêu con nhộng luôn què có nhìn khổng lồ nữa nè vui vã về sau đi nó hết target rồi mà. Nó đang tấn công chuẩn bị tới tấn công nhìn thì anh bắn nó lại này ơi em tới rồi. Đâu rồi? Mày này đấy, nghe kẻ không? Đỡ đúng rồi đấy. Không có mẫu đâu. Em nghĩ anh nó sẽ bắn được. Nó bắt được anh không? Ý, một kẻ chạy tôi chơi. Ảo. Một kẻ chạy tôi. Ảo thì mấy con này đám to rồi chứ. Lên trên đó. À, cái da, cái lấy lại mũi tên thôi. Ngày dạ. Nào mình chơi nhẹ luôn chứ đéo. Hai con đó đang đéo tấn công nhau à? Ừ. Hai con đó gì? Nhưng mà nhìn gặp nên nhìn cánh mình. Tên của mình đã hết rồi đó. À gì con này trên đường đi gặp nhiều nhộng lắm. Đường đi tới cái khu bên kia quá trời nhộng luôn. Bảo con nội lôi trôi. Trời thôi. Fits. Just lollipops. À. Cái bò này là bò này là cái gì á? Tăng stamina. Thuốc uống. Đây, khu này, qua chơi luôn. Lấy sẽ là đào thôi. Nước ép trái cây. Chơi luôn. À ôm đào. Vãi. Lật một chỗ áo. Quả kìa. Chơi quả đâu. Ui nó nhìn kìa. Đéo không tới được. Tới mà. Nó bên dưỡng cho người bị hôn. Chứ mấy thằng cộng lô đi chơi lại chơi. Tới nhưng mà nó không gây đam. Được ép gì dữ. Ui, hàng nghìn vãi. Chế được à. Dư rồi đó. Về chế. Ừ.
căng tin nào, chế được một căng tin. Qua quét mấy cái này nào. Qua quét đi. Mà qua quét. Qua quét. Là được cái gì vui không? Em lăn chuột chuột đấy. Là nó sẽ có ba slot để mà mình bỏ đồ nữa. Kiểu ghim á, ba slot ghim đồ đúng không? Ghim đồ để chọn đồ. Em cái slot đầu là để công cụ, slot thứ hai là để thức ăn, slot thứ ba là để cái đồ, mấy cái đồ hồi máu, dưỡng thương cái. Ủa cái bình mình mở mất kia đâu rồi? Quét. Bỏ xét đồ nhẹ nha. Xét đồ nhẹ. Không có gì hết. Đá này đầy em lấy là nhiều rồi. Rót hết mẹ. Nó có thêm mẹ hai cái nón đâu trong đây nữa vậy? Mới quét đấy. À, cái nón nè, cái nón mới dục cả. Về sau mình cũng dục tơ tư rồi mình sẽ đến nơi chứ. Mình đâu có thể ở một nơi chú ớt này được. Bộ công anh lấy làm đéo gì nhiều rồi. Yêu cầu làm trồng cây nè. Em mất mẹ hết mũi tên rồi. Mũi tên trong đây tốn nha. Lượm lại được nhưng mà mất thời gian. Rồi, chơi được cái bình rồi. Cái bình này không biết được nước sao nha. Vãi, má 10 con bò trên cạm rồi ạ. Sáp nè, mang theo đấy chứ. Ăn thức ăn thì phải làm thêm cái hòm nữa thôi. Mình sẽ full nè. Copy. À bên đây. Đây nè, dưới cái cầu thang nè. Để cho thấy. 6. Bây giờ nè, cầu thang qua đây. Qua chỗ khác đi. Giờ ngồi đây. Giờ ra đây. Giờ thì mượn tạm chỗ. Đây. Bây giờ qua.
giờ kiểu gì vậy? Ép. Ép. Copy qua bên đây. Ok. Rồi. Giờ cơ thang lên lại. Nó ghét khỏe à? Cứ thích giờ đi giờ ha. Ê từ. Ờ cứ thế. Giờ được mà. Giờ qua đây tí. Mấy game kia là đập bể gãy rồi đó. Tùy. Ờ đéo được rồi. Nó đéo cho để cái hộp gì đấy. Cây phải. Mường tàm chỗ này đi. Để về con hàng của lại đó. Chết mẹ. Mắc cái giường, lui ra miếng nè, lui ra. Ảo. Mắc cái gì ra. Chơi cái giường này nè. Rồi. Ơ, à. Rồi được. Má, chưa. Giờ sao ta? Cái giường này để đấu đi. Bên này xây cái gì đây? Cầm cây. Ê. Cái hồ. Ao liền. Thôi ngủ trên cây đi. Xây cái xuống luôn. Xây dạy nó. Nhặt luôn này. Cái stamina bên đây hồi nhanh nhỉ. Từ ngày dễ xong ăn cái bò, ăn bò xít kia cho yên ổn ha, yên bình ha. Mà anh còn bị kẹt nên không được lắm. Anh bị kẹt cũng bắn anh toàn ngay đâu không. Chịu gì nữa. No water filtration tablets needed. Ủa, anh bứng từng góc nó luôn hả? Không cho nó mọc lại luôn hả? Đào luôn. Được mà đi. Bữa đó chạy ra đi lấy lắm. Được chưa? Dữ luôn rồi. Mình có xây thêm thứ hai rồi đâu. Quá trời rồi. Tường này để lâu 2 ngày là nó mất đó. Còn xây gì? 18, mỗi cái nó có 38 nhiêu. Cái này có 2 tấm mà. Nhanh lắm, xây nhà em phải tốc độ lắm. Nhẹ rồi. Thế làm thêm cái tường đề lên tường 3 nữa. Làm được cái tháp, cánh. Ba từ từ rồi chứ. Quên tôi định nước chưa sai.
cái bình nước mình đâu ra. Mới làm cảm thấy kỳ vậy. Yeah. Trời. Mất máu ơi. Uống cho nó như nào nhỉ? Uống đi. Bình nước này nè. Anh làm được nữa chưa? Rồi. Anh làm được cái bình nhưng mà uống nó như thế nào? Đường nước xong ấy. Ủa? Ừ đấy. Thế đường nữa. Không. Đi ngủ đi. Ngủ đi. I am sleepy. No joke. Đường nước như nào ta? Đi. Số 3. Kiếm nước coi. Đây. Nước quá trời nè. Rồi, em e cầm cái bình lên không e vào cái hột nước. Không nên e vào hột nước hả? Ừ. Hydration is the key to performance. Chuột phải để uống. À, như là thầy. Nhưng mà quan trọng nó đựng được bao nhiêu. Thì cứ đừng khi nào mà nó không cho đựng được nữa thôi. Nó có số đấy. Đừng lên nó hiển số 1. Thử múc nước bẩn đừng phát coi nhỉ. Mẹ uống nước bẩn đéo rồi. Hết mẹ nước rồi. Nắng lên rồi. Giọt xương bằng mái á. Đây. Đây. Để đưa lên rồi. Ấy, ấn nhầm ơi. Đừng được hai nước à. Hay là được hai nước là được đủ bữa. À theo. Hai nước hả? Ừ, hai nước. Chắc là nâng cấp được á, về sau nâng cấp bình 2. Ba. Bò này em ơi. Kiến sư tử, kiến sư tử. Kiến sư tử. Mẹ nó cứ ấn nhầm quá. Ôi. Về hang rồi. Chết mà quên ăn sáng. Quên ăn sáng rồi đang đói. Để coi có miếng bánh gì nữa không. Đây nè. Đâu. Đây anh lợi anh ăn này. Đi đâu đây? Đâu anh? Ở đâu? Làm nhiệm vụ đi chứ. Đi. Ở đây có hai vạch nè em. Ừ. Vậy là nó trả miếng kiểu đâu. Ở đây giảm rồi. Giảm rồi đi đuôi ra. Giảm luôn. Đây này, lên lại này. Bên này à. Bên này. Bên này cũng giảm. Dạ mà. Bên này à. Dạ. Bên này. Đâu nhỉ?
đây bảo mật, bảo mật, bảo mật, bảo mật, đây bảo mật. Đâu? Đây. Ờ. Nhưng mà nó phải vạch sáng luôn cơ. Ừ. Đây. Rồi nghi rồi. Nghi nó nằm ở dưới đất mẹ rồi. Ừ. Nó không có để nó cứ đi qua về chỗ này, nó nằm ở dưới đất thôi. Vậy đó, nó nằm trong hang động à. Nó thể lắm. Nó nằm trong mấy cái hang của con sư tử ở trong à. Vậy. Nó sẽ để vô đó được. Đóng lại đó. Bị đói rồi. Kiếm cục thịt ăn thôi. Ăn thịt chuối không? Nấm. 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 Cái nấm mà ăn thôi chứ. Đói rất chết rồi. Đây hai vạch này. Ba vạch luôn à. Ừ, ba vạch sáng này. Ờ. Đấy, cái máy đây. Level 4 rồi, anh nhận đi, anh nhận vào chữ X, chữ W hay chữ Y để xem coi level từng set của nó. Mình đang ở level nào? Thời đại nào? Anh level 4 đang thời đại của vỏ sồi nè. Mình chưa đủ ấy, chưa đủ đồ ấy. Mình mới lên level nó ứng lắp cái đúng cái level đó thôi. Bé level 16 này. Nên là mình phải nghiên cứu nhiều lên nó mới tăng được lên rồi. Mới lên level. Level 2 ấy nhỉ. Level 6 có bom nè em. Đang đặt bài cái gì vô vô này đấy chứ. Ví dụ như con nhện này này. Vậy, đồ của mấy con nhỏ ta lên vào bà. Happy to be of service. Notes will be prepared and delivered to your table in 4 hours or less. 4 hours? What are the chances for less? Delivery estimate will be prepared in 2 hours or less. An auspicious beginning. Thời đại bỏ xôi. Ví dụ như con bỏ xôi có cái kiếm gì đẹp đẹp á. Ừ. Ví dụ như con nhìn sau này mình lấy vô mình nghiên cứu nè. Què chứ bấm nhầm quay với. Bây giờ mà mình tìm được cái ổ kiện, mình vô, mình phán hết kiện là mình được cái bộ làm được bộ giáp kiến này nè. Ngon á. Em lấy ổ kiến ở đâu? Rồng má em ơi. Dưới đây còn cho giống cho giống chấm than nè. Đâu? 300 mấy cm à? Gần. Đi. Nhìn bộ á. Chạy đi, đừng block. Đập nhau chết queo đấy. Nó em bị đói. Ơ ăn không? Anh còn thịt thúi à? Ăn không? Quả thịt thúi ăn chết. Bây giờ em cái thanh bên kia nó được nửa, stamina nó được nửa. Nó đeo vô đây được. À, nó bị đói. Đói. Chắc bị kiếm nấm ăn thôi. Ui. Đường dậy với mấy mình đi xa mình đừng dậy với mấy miền này. Guys, look, it's an original 1982 Yoke Girth action figure. Well, some of them anyway. Wonder what happened to the rest of them. Đấy, kẹt kẹt lên. Chạy đâu cũng chết. Em không có ý đâu nhé. Hôm nay đập nó mới chơi
mấy con tức tức thì mình sẽ đập nó lên. Mình có cây gì vậy? Ui, cây này ăn được không ta? Cây trái. Ui, chạy 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 nó rồi, chạy. Chạy 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 chạy. Bột xít, bột xít. Như kiến ba khoang vậy. Kiến ba khoang, kiến ba khoang. Má, axit, axit. Kiến sư tử với con nó đánh nhau, chọn đây á, chọn đánh đi. Mình kích thích nó. Hồ cơ kiến sư tử. Cái thế, cái thế to quá chích mà bắt nạt nó hả mày? Tao làm thịt cả hai luôn. Chết mẹ con kia đang ngon bạn ơi. Con kia nó ngon quá. Sao đâu? Con kia nó. Rồi, đi ăn kỹ thế tự rồi. Ăn kỹ thế tự chưa đi. Không rất đi được. Chết rồi. Kỹ thế tự này chính thẳng. Bây giờ đặt luôn kỹ thế tự. Chuyện thế tự chuyện hẳn. Giờ đây lúc đặt kỹ thế tự. Tại sao mình lùa nó qua bên đây, mình cho con kia ăn luôn. Nó còn tí máu à. Con xíu một cái cũng nó bắn chết luôn rồi. Chết rồi. Anh lấy tạc con này chưa? Đây rồi. Hay là chơi con kia chơi hết mấy con bò này rồi nè. Hay là dù dù anh kiếm kia quá. Mày biết tao lại không? Mày biết tao lại không? À, kìa, kìa quá. Né anh đập cúng đấy nhưng không sao đâu. Nhưng mà cây này, cây này giống cây chua mình hay nấu canh vậy. Chắc được. Đi tự do tâm hạng đi. Em lên chưa nói chết rồi. Không có gì ăn à. Chết ngay tại chỗ luôn à. Rồi, rồi. Vô phải tìm bỏ mồng quả anh ấy. Mấy quả này ăn được ta. Bắn xuống rồi lên. Cái cây kìa. Đấy, rớt xuống nè. Ý. Nó canh rêu lại gỗ. Được luôn hả? Ý, ăn được nè. Nó là blue reaper. Nó là cái blue reaper á. Nó là cái màu tím tím mà mình đéo biết á. À hả? Ừ. Nó là blue reaper á. Rồi. Nó lại là blue reaper gì nữa. Rồi đúng. Nè. Bé đi xuống. Sao ta là con lùm nó nhỉ? Nhưng mà chúng ta nói sắp chết rồi. Còn 30 giây nữa em sẽ đai. Cái này ăn không được à? Được. Ăn đi. Ai giờ tìm cái gì bỏ môn ta. Ăn thịt sẵn là được ta. Ăn thịt sẵn luôn á. Được rồi. Ăn thịt sẵn có gì chết ta. Chắc chết. Bây giờ là một cái nấu ăn. Rồi ra thịt. Trái này có ăn được đâu? Ừ, trái này ăn được. Bây giờ làm cái đó ăn thôi. Ui, trên gốc cây này có cái thằng. Có cái tràm ở trên này em. Có luôn hả? Ừ. Hèn gì nó kêu tên tẹt bây giờ. Đây nè. Rồi bóp con đồ đớp à. Bad.
Đâu? Đi bằng đường nào rồi? Em không biết nữa mà. À, có cái cây này để đi lên không? Ừ. Có kẹp giấy nằm ở đây vậy? Ô, chàng nó nằm đâu? Ngay cành đó. Đây này ba ơi. Nhà ghê. Khỏe thôi. Có đồ mới không? Đó. Đây này có một cây gọi là cây radar gì nè. Vậy cả bình berry che ghế nó luôn ạ. Được đồ em ơi. Cái này là đá gì mà mình không xài được, nó cần power, nó không có power, nó phải cục điện. The Kinder Science lab modules have not held up as well as anticipated. Về cái đó. Hiding these lab units in the hedge would provide a bit of protection from my rampaging children. Không, but it appears not even the sanctuary of these leaves can protect my work from an errant flame man disc. The subsequent breaches in the lab structures have invited all manner of arachnid invaders to wander. Em có thấy nhìn gì anh đang thấy không? My plan is to recalibrate the tasty bots for defensive action. Yeah. A stopgap solution to be sure we have no time for repairs, not không làm được gì hết. Cộng 100 điểm về kỷ niệm. À, cục đó là dễ để cắt lắm. À, cái cục đó là lên cấp vô vô luôn á. Nhưng mà bây giờ có lấy được đâu? Mình lấy rồi. Nó lại còn cho mình trực tiếp vào điểm rồi. Ừ, nó gì còn điểm thôi à? Ừ, nó còn điểm mò cái... điểm... Ý... cái não á. Hay quá. Em ơi. Hả? Từ từ, đợi anh đi. Anh mới thấy có cái gì đó hồng hồng, em có thể nào em lên lấy được nó không? Đâu nè, làm gì có. Có em biết anh mới bị rớt không? Rớt mà không chết à? Thảo em khi nào được cái hoa bột của anh đâu nhỉ? Ủa? Đây đây đây. Má sao vậy? Ê nhẹ 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 nhẹ. Có mới. Ủa? Đâu nhỉ? Nguy hiểm quá nè, trang bị xuống đi. Đây có cái sợi dây gì em ơi? Sợi dây rong rọc. Anh đi lấy nước cái đã. Nó rong rọc để làm gì đó? Nó có biểu tượng gì, chip gì nè. Biểu tượng gì nè. Ê, cái cục vô tiên. Ừ. Đi qua bên anh rồi. Nắm chậm luôn. Phải. Nãy nước chậm thấy mà. Ê, trên kia gọn rồi kìa ta. Lo lo điểm điểm kìa. Đâu rồi? Trên kia kìa. Nó sẽ lên ra được. À, thế rồi. Ê, bên đây là một căn cứ. Căn cứ bên đây. Thế nên nhìn, một cái cửa. Nhìn nhiều. Một cái cửa nè. Ui. Đi đường nào qua nhỉ? Bên đây có một cái cửa vậy nè.
mưa đó. Bên đây có cái vui hơn em ơi. Ờ. Giờ rồi, ok đi bọn này. Còn cái này ta. Nó có trứng. Trứng nhện. Hay là mấy cái trứng nhện ra, là mấy cái kén, mấy cái màu trắng trắng chỉ đó. Nhưng bây giờ làm sao để lấy? Em thấy cái gì bên bên đây không? Đâu? Hả? Ừ, một căn cứ. Cẩn thận rồi. Có lẽ là bên thôi nè, bên kia cũng căn cứ đó. Ui. Em một trăm. À rồi, cũng là chết luôn á. Em biết, em có bánh nè em ơi. Nè, 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 nè. Bánh nè. Nhông, nhông, nhông. Gì trong đây vậy? Nạ về nhông. Nạ mới, nạ mới. Có lấy được đéo đâu. Em lấy xong rồi. Ờ, bánh bên bàn nha. I'm wasting daylight, running, climbing, surviving, traversing this broken lab, the entire yard, for that matter, has become untenable. But perhaps my spider friends hold the key to my problems. Đó kìa là một cái chìa khóa. Gì á? Anh nhớ anh mới lấy một cái gì á? Rồi, căn cứ này đã xong. Căn cứ này đã xong rồi. Có băng đít mới hay gì kìa? Rồi đi thôi. Có giáp mới nè. Có hả? Ừ. Giáp 2. Giáp Spider-Man. Ơi, đây này ngầm đây miền điểm gì ta? Buồn nhìn. Đồ thợ à? Thợ gì nữa à? Ừ. Nghi quá. Anh nhấp nhìn. Cần cái berry đây thôi, berry nè, cái berry đó đó. Ừ. Cái berry, cái trái berry đó. Đi. Cái cây này mới được. Hết rồi đó, giờ chắc không lên nữa. Ơi. Ơi. Toàn. Come on, you need được không? Được. Mày rồi xuống sao á? Xuống đi. Mẹ cao quá nó đéo dùng hoa được. Thôi nè, mình đi đường nào để xuống vậy ta? Lại đi, lại đi. 18 giây kìa. 8 giây kìa rồi. Đường đi nhiều lắm. 10 giây. Help me out. Mẹ tới đây nhặt đồ cũng mệt á. Em đi rồi. Hai thằng chết luôn à. Ê. Con sống. Nhanh nhanh con. Nhanh. 3 giây. Con sống. Ăn cứt. Oh shit, còn đúng 1 giây ạ. Đúng 1 giây à. Back in the game. Còn đúng 1 giây luôn ạ. Đây đây đây. Nice and clean. Này, đúng dấu tấm than mà đúng không? Đúng rồi. Sao rồi, hay dấu tấm than thôi. Còn một cái trạm nghiên cứu chưa khám phá nữa ở bên phía bên trái. Mình mới bên phải á. Ngày mai đi lại đi. Đi, về đi. Chưa một mẹ.
hay là làm một cái ngủ ngủ đài đây nha. Không được, về nhà đi ngủ lang. Ngủ đài đây để mà ẩm vải cho nó ghê luôn. Nhìn em ơi. Nhặt cái gì vậy? Nhặt đá rừng đen này. Mấy cái quần quần đạn ngay á. Không biết chắc để làm gì. Đã đỏ ghi là o. Em ơi. Giờ em là thằng nào là chạy ra chứ máu còn một chấm. Em ơi. Ừ? Đồng đỏ em ơi. Đó mà. Đó đó đi chơi. Mòn cáp. Mình chơi lại nó đâu về thôi. Cái này là gì vậy? Vui nói đấy. Hoa đồng tiền. Nhìn cái bên cạnh nha. Ui. Thì cần này. Chạy chạy chạy. Mẹ giờ sao xuống nha. Nhiều thứ gì khám phá. Nhảy xuống thôi. Giờ này nhiều thứ khám phá lắm. Nhưng mà map nó nhỏ mà. Bự như bên kia. Đi bộ chết mẹ luôn. Anh mới đào được cái gì nè. À, Clay em ơi, Clay em ơi. Clay này có cần không? Cần, cần, cần. Thứ mình đang cần đấy. Clay gì à? Chỉ tạo đồ đấy. Cái này hả? Clay này nó phải là bùn không đó? Hay là đất, Clay đất, là đất sét hả? Đất sét, đất. Đào nhiều nhiều lên, cần nhiều á. Đấy, bên đây có cục rồi nè. Nhưng mà em đã sợ đó rồi. Đào đi anh con. Ồ, nghe gà. Đã sợ đó rồi. Anh con. Về em ơi. Safety first. Cái đèn này cũng xịn dữ vậy. Đèn này repair được hay sao? Hướng thẳng được về nhà. Nó kêu nai đây kìa. Nai mod. Mà chế độ đêm. Bái sao ở đây phạt sản như kìa, mày có gì phạt sản kìa. Đồng đóm đây. Chiến không nhờ. Xét đồ đồng đóm. Ui, nghe, nghe tiếng gì bự lắm anh. Nghe tiếng con gì quái vật gì kêu bự lắm. Nghỉ về đi. Ui. Ở đây. Ấy, 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 ấy. Úi. Đấy, em nghe tiếng không ổn rồi, nghe tiếng bự lắm. Chạy đó. Phải con đó kia chơi đây. Em ơi nó đi rồi em ơi. À, về đi về đi. Nó quay lại. Em không cứu anh nhỉ. Nó quay lại. Nó về tổ là đi. Nó về tổ rồi, về tổ rồi, 13 giây. Nó ngủ rồi. Thôi về 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 về. Nè nè nè. Để chơi, để chơi. Về. Chỗ này khá lắm. Coi có đồ đớp cái. I've had worse, I guess. Đi đi. Cái đuốc của anh hết rồi.
Rõ bộ thì có hàng em ơi. Giờ ăn học đi chơi. Giờ về đây. Chạy về. 21 giờ đêm. Mình còn 2.500 điểm để học luôn em ạ. Đây cũng quê cho nó đinh rồi vậy. Where the fuck I am? Ê, cái búa này là để lấy xác đó. Cái búa này để lấy xác nè. Búa cả búa cấp 3 luôn. Ui, nhảy không chết được. Búa cấp 3 luôn. Tự cắt nha. Đây, 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 đây. Tôi mình có khóa búa của anh mà. À, em nhảy vô cùng cỏ. Ý, ý. Mẹ hụt dài quá. Kiến đen, kiến đen. Kiến, kiến đen. Biết, đừng level cái đó. À, đây rồi em ơi. Mình cái này mình có thể nghe được nè. Em biết cái tơ nhện để làm gì không? Nhện đây. Làm chỉ đó hả? Ừ. Chỉ cũng chỉ đó hả? Ừ. Phải mở ra công thức. Gì ghê vậy? Like. Lấy mở ra công thức làm đi, tuần gì á. Nhiều lắm. Ủa mà anh đang ở chỗ nào vậy? Nhà mình ở đâu? À, có một con nhện con khổng lồ nó đang ngủ ở trên đó. Anh mà đi qua nó vô vậy. Em ở đâu vậy? Đây, em ở đây. Nó nghe tiếng ấy luôn. Đi đi. Bỏ anh. Đi đi. Anh thấy cây cổ thụ không? Nhìn trên chơi thấy cây cổ thụ không? Nhà mình là cây cổ thụ. Về thôi, tao đéo quét nữa đâu. Tao đi về, tao muốn đi về cơ. Ok, tao tới nhà mình rồi. Mình đâu chơi? Mình đâu đâu? À nha, mình về đây. Ấy kìa. Cái hồ nước mà bự nhất là ở đầu game á, mình vào là hồ này nè em. Ờ. Đi xuống đây. Ở đây. Em ơi. Ok. Gần nhà em ơi. Nè. Con này tới thôi đi nữa. Nó chạy được một phút rồi, nó bị nó thắng lại à. Nó rồi. Ây da.
channel. Giật với ai đây? Tạm tên cho bốn mày. Nè, anh lấy tiền đi. Lấy xác nó mới lấy tiền được. Mất mẹ em mớ tên rồi ta. Nó dính mua người nhiều quá. Mất. Về cấp đồ, đồ quá nhiều rồi. Toàn đồ mới không à. Thú vị. Nhà mình bây giờ mới biết là nhà mình dép đèn. Chị cái đèn đi. Chị đẹp nhà mình dép đèn à. Tôi ổn luôn. Làm cái đèn lồng đèn chờ cường. Bà mẹ nó còn chơi bóng rổ nữa em ạ. Bóng rổ là em có cái biểu tượng cái ngôi nhà và cái lá cờ á. Kéo xuống cuối cùng. Bắt chim bồ bóp. Bóng rổ làm chi? Đéo biết. Bỏ tường hả? Từng người nộp nữa nè. Cái này là gì đây? Bàn. Ồ, bình đất sét em ơi. Bình đất sét hả? Ừ. Ui. Anh về, anh về. Cứu, cứu, cứu. Where fuck am? Ôi sao mà. Nó nằm ở em nhà đây luôn. Chắc phải cô mẫu đó thôi. Cô sẽ liên tục ra được gì nữa thôi. Nó đã bao lần đi ở bên quay diễn bên mùa mạng rồi. Thì nó phải chạy giả. Đi da. Nó phải chạy ra. Ê, nó mà chốc. Trậu lắm. Chịu nổi. Ui. Mẹ nó leo lên được em ơi. Leo lên được á. Mẹ nó chạy nhanh quá. Đéo chịu nổi. Đéo cứ trả giá nó được em ơi. I've been poisoned. Someone help me. Má nó mạnh vậy. Nó nhảy được. Đồ anh còn đéo chấp nhặt được. Thả nó về chứ nó mạnh quá. Nó không phải là mấy con kia. Thôi, là... đéo chơi đâu, đéo chơi đâu, đéo chơi đâu. Nó vàng mạnh quá. Cho nó về nhà nó đi. Ui chết mẹ nó quay lại rồi. Anh nhạc rồi chưa? Nhạc rồi. Nó mạnh ác. Ủa? Thử gì mới không? Cái berry chúc này là mình phải chế à? Berry chúc rồi nè, berry lia thơ nè. Mà cái chúc là được một cái berry lia thơ. Mục nào đấy? À đây đây. Hả? Cái mục đâu kia, cái mục đô tụ cống á. Muốn chế được cái tơ nhện này á là phải có cái máy, là máy tơ nhện. Ừ. Máy cuốn tơ. Mà cái máy tơ nhện là đây.
Cái máy cơ nhện là phải có cơ lay. Bốn cơ lay. Bốn cơ lay lận. Cơ lay vào hòm lấy em ơi. Ok. Khỏi cần lấy đi. Cơ lay tự bật lên mà xài. Ok, để em xây máy nó nằm ở đâu cho nó tiền đi. Nằm trên nha. Ok, Apple. Thiếu 3 crop nữa. Rồi, xong lại. Để làm đi. Tự làm nó đi chứ, tôi nhìn nằm trong rồi mà. Làm gì cần bao nhiêu? Cứ làm sẵn để đó, ai biết bao nhiêu. Nó cần bao nhiêu? Mà làm cái gì á? Cái cuốn tơ đó. Làm cái gì? Cuốn tơ ai biết làm cái gì? Vũ khí. Làm thành bột lết. Được cái AC2 kìa. Ừ, cái AC2 ngon anh. Cái tuần này là gì đó. Thơ mắt đam, speed. Nhưng mà nó không có đam. Nó tuần này để riêng bé hả? Mình phải đi giết cái con kiến mà phun kiến bạc quạng phun độc có đít nữa. Chiêu hay liền quyết này là gì đó, liền quyết mát này là gì đó, không biết. Nhưng mà đồ trên người anh trong nó nhảy nhiều đồ vãi, cái khung đâu mất tiêu rồi. À, ôi sợ. cầm trên tay hả? Khác cứ lấy các kiểu. Cái giá treo. Thiếu ba cái này đi. Cái gì vậy? Chúng ba cái lá để là... Chết mẹ, thành thử thúi hết rồi. Em nhớ cái lá mà dùng để mà chế tạo băng đít không? Cái nào là để cho băng đít? Là chế tạo băng đít này. Phải bớ à? Lá thì lá là blend phê fiber gì đó. Ừ. Thì lá nó đây nó nhặt từ cái cỏ nhỏ nhỏ. Ừ. Dùng để đi pe cung á. Đi pe cung gì vậy? Không phải là về nhưng mà cái lá đó để chế tạo sợi dây để mà đi pe cung. Lá này trồng được á, em trồng này giờ đóng. Ủa cái smile mod tết này đéo repair được đó ta? Smile gì? Hay là hư là bỏ luôn nhỉ? Cái nào? Cái đèn này. Cái đèn hư là bỏ luôn. Cái đèn là phải làm lại. Cái thân cục đá.
Vì nè, đây là một cái bản clip. Ma giáp biết mà. Có cái mũi tên tạo sự stun này đấy. Colen này. Nó tổ gì? Nó tổ cái hạt nữa. Nó sẽ tốn. Rồi đêm nay mình phải ngủ để mình dành để mình nghiên cứu đi. Nghiên cứu đi, ngày mai là mình vào mình quậy. Shinobi. Shinobi này để làm gì nhỉ? Giáp giáp chế được rồi kìa em. Giáp gì? Cái đầu Ladybug à. Đầu level 2 à. Giáp heavy armor dành cho tăng cơ đó. Ngày mai là mình phải đi chạy chạy vô cái chỗ đó mình lấy thêm berry nhiều lên. Ừ, lấy thì là làm được nguyên bộ tăng cơ đó. Ừ. Cái hóa này nhặt ở hoa hồng đấy. Ừ. Ngày nào cũng ra nhạc đó. Ok đấy. Bò thì giờ là 19 rồi kìa. Đây nè. Cái giáp mà Spider Wonder này dành cho kiểu đấu sĩ nè. Mấy điều mà mò mà con tăng khả năng gì nè. Dành cho đấu sĩ chắc luôn. Dành nhẹ không? Dành cho nhẹ. Nó này, là giáp medium thôi, nó cỡ trung bình á. Thì mẹ lên mẹ giáp 2 đi, mắc mới gì mà đi giáp 1 nhỉ? Đúng không? Đấy, cái spy giáp 2, bây giờ có hai loại cấp 2 là cái giáp spy với cái giáp. Ừ thì một mặc, một thằng mặc cái này, một thằng mặc cái kia để mà đi còn đi farm đồ mà. Mà cái giáp spy hơi khó. Ấy chứ. Sơ bài này là phải nhiếp nhện. Thì đúng rồi, em mặc cái kia em tăng rất đi. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhện thì rồi leo lên cây mình chặt chặt nó có nhện kia, spider chút này là phải. Rồi là phải nhiếp nhện kia trước hả? Chế cái bộ giáp trước đi, chế cái bộ giáp hoặc là chế bộ giáp đi. Cái nón thì có cái loại nhện à. Nón thì mai mình chế, nón với chân thì mai mình chế cái giáp đó đi. Có loại nhện nhỏ, đến mấy con nhện nhỏ nó có rơi ra cái đó mà dễ hơn con nhện to. Mẹ thức nguyên đêm tới sáng luôn rồi kìa. Để em ngủ. Chế cái giáp kia. Giáp bằng cánh cứng. Cánh cứng mình đủ luôn thôi. Bùn bò hết ra. Đi nón 2 nè. 6. Còn 10 tên chưa? Đủ quá. 10 tên bao nhiêu rồi? 10 tên à. Ừ. Em đâu xem 10 tên đâu. Em xem 10 tên. Hay tăng cơ mà. Rồi chế cái kia đi mà trời. Chế giáp cái kia. Cần nhau lấy sáp kìa để qua nhặt bốn hôm quá. Bây giờ là đi muốn xếp game là phải quăng hết đồ trong đây à? Xếp game à? Ừ chắc vậy. Hơi mất công tí thôi. Xong ngày mai vô nhặt. Anh để một cái thứ gì đó trên người anh thôi. Để mà em xếp thử các xếp này rồi anh có một. Ê á,
Đây đây, con nhìn nhỏ này lên ra rồi ra mà vừa dễ đánh á. Rồi nó nói. Rồi em tăng đi anh bắn đi chưa, hai thằng vô rồi farm nhau chết đấy. Để được anh ạ. Đấy con nhìn nó rồi đã cái đồ thương hại đồ này đó. Vô lên con nó. Tiếp kìa. Chạy. Con cứt rồi. Cứt rồi. Bự. Mẹ mày đánh nhau với con kia đi. Mấy con này là được nhưng mà phải tới gần nhà mình chiến. Nó phun tớ đi chứ. À, nó hết đuổi rồi. Ê, mình đi phá mấy con này là làm được bùi giáp gì đó. Không tơ kìa. Không tơ. Ê, cuộn ra tơ này. Lấy được con hồng chưa? Ê, bị gì với kia có mấy con dền nhỏ rồi kìa. Bùi vãi. Help, I'm stuck. Ê ạ. I need some help. No. Bạn mẹ mày. Hai con ghê luôn. You're gonna be fine, Pete. Vậy David. Đấy, một thằng tăng, một thằng kia mới được. Nó chơi lại. Ừ. Nhưng con nhìn nhỏ mới chơi, con nhìn to hồi nãy má. Bộ hai chơi. Cái nhìn to nó ghê vai. Nhìn to là bót cuối. Chân cuối đó. Chân cuối. À mở đi nhạc mấy cành hoa đâu vậy ra. No, shape, man.